Chúng con vô cùng hoan hỷ được đón tiếp thầy trở lại Nam Cali. Kính xin thầy từ bi giúp con một việc. Từ khi con phát tâm tu học Phật tới nay, mỗi khi con làm một điều gì tốt hay không tốt thì ông xã của con đều đem chuyện tu học của con ra để phê phán. Con rất lo lắng sợ ông xã con tạo khẩu nghiệp, nên con khuyên anh ấy không nên đem chuyện tu học ra mà phê phán, như vậy sẽ mang tội. Nhưng khi con nhắc nhở như vậy thì hình như anh ấy không vui và càng phê phán con nhiều hơn nữa. Gặp em cũng làm vậy luôn. Thưa đại chúng, câu hỏi rất thật, rất thật. Bởi vì trong ánh mắt của những người chưa tu, người ta luôn luôn đặt để một cái khung cho người tu rất lớn, mà người ta quên rằng mình chỉ là người tu, nghĩa là người đang sửa chứ không phải người đã thành. Người ta quên cái đó. Người ta cứ nghĩ tu là thành, nhưng mà chữ tu nghĩa là sửa, chỉnh. Nhưng mà đa số người ta đặt một cái khung, hễ mà người ta thấy mình từ trong chùa bước ra là người ta lấy cái khung đó, người ta ấn vô liền. Phải 100%, nghe không? Mình mà lạng quạng chút nữa, đó, thấy chưa, đi chùa đó, tu đó, thầy bà dạy bà vậy đó hả? Bà nghe pháp nhiều quá nghe vậy đó, phải không? Vâng vâng. Ở đây là cái phần của cái người chưa tu, là người ta có cái khung, người ta đóng vô cho người tu. Nhưng bây giờ tới phiên mình. Mình là người tu, tức là mình đang là cái người học tu, mà mình cũng thiếu cái sự chánh niệm để ứng dụng cái tu của mình trong mọi lúc, cho nên mới dễ dàng bị người ta phê phán. Pháp Hòa ví dụ, mình ăn chay. Cái chuyện ăn chay là chuyện của mình, không có cần phải đóng một cái khung ăn chay cho bài bản, đóng một cái tủ riêng để chén, dĩa, muỗng, dao, nồi, chảo riêng, dán lên chữ vật dụng để nấu chay. Rồi bữa nào mà ai đó mở cái tủ đó ra mà ăn nhầm, mình bỏ cái chén đó, mình nói hết chay rồi. Cái chén thì biết chén riêng để dành ăn chay, dĩa riêng, cái gì cũng riêng mà không bao giờ có bộ răng riêng. Nếu mà phải có bộ răng riêng là bộ ăn thịt, bộ ăn rau. Mình hiểu lầm cái chữ chay. Cái nồi đó hôm qua nấu cá, hôm nay rửa sạch nấu chay, nồi đó vẫn là nồi chay. Bởi vì chính mình cũng không đóng được một cái khung tu cho mình, thì làm sao mình không bị người ta lấy cái khuôn khác ta ấn vô. Đi vô trong hãng, bữa nay rằm ta mới xài, mỗi bữa nghe kêu chị ngồi để ăn với em, ngồi cho vui. Bữa khác tới phiên mình ăn chay, ê xích xích ra coi chừng nước mắm văng. Đấy. Bình thường ăn với người ta biểu người ta lợi ngồi chung, bữa nay chỉ mang một cái nhãn hiệu ăn chay thôi, biểu người ta please be away from me. I am ăn chay. Đó. Tức là mình tự mình không biết cách tu, cho nên người ta mới có cái cơ hội để người ta chế nhiễu mình. Còn nếu mình đã khá khá rồi mà thỉnh thoảng chánh niệm đi chơi, cũng còn sân si hay cái gì đó mà bị ta nói, mình nói vậy nè: ông có thấy là hồi trước tôi chưa tu, tu hoành hạnh 100% không? Bây giờ tôi tu, ông thấy tôi được phân nửa không? Tôi được phân nửa là ông cũng đỡ lắm rồi, ông muốn gì nữa? Nhưng mà mình phải biết cách tu. Ví dụ mình tụng kinh, phải không? Mỗi tối tụng kinh. Bữa nào bạn ổng tới chơi, lố cái giờ mình tụng kinh, đi kiếm chỗ vô phòng ngồi niệm Phật, trì kinh gì đó, mặc áo chàng vô, beng beng beng, nguyện đem lòng thành kính, hai ổng ngồi vô vô. Trời đất ơi, ở dưới này ta nhậu mình, đây mình gõ chuông mình tu, mình không biết ứng dụng giờ tu. Mình đã là người biết chạy, đừng có ngại phải lui lại đi bộ với người ta. Mình không phải Phật, không phải chỉ chứng cho mình có ngày đó. Cái chuyện ổng nhậu là lâu lâu có một bữa, bạn ổng tới chơi. Còn cái chuyện mà mình tụng kinh là chuyện hà rầm của mình. Mình tụng mỗi ngày, ổng không nói gì hết.
ổng đã chiều mình nhiều bữa thì thôi mình chiều lại ổng bữa đi. Thật sự thưa đại chúng, tu là gì? Một bên thẳng thiện bên dùng, mà cả hai mà thẳng thì sẽ cùng đứt dây. Được chưa? Mình là người tu á, là mình sẽ chịu hy sinh, thậm chí chịu lép phần mình mà được cho phần người. Người tu là phải vậy, để nó hiển lộ được cái hạnh đức của người tu. Nhưng mà xin thưa, nếu mà lỡ chú ở nhà có nói gì đó, cô cũng đừng sợ chú bị khẩu nghiệp. Thay vì mình thật sự ra, có nhiều khi á, cái duyên của chú chưa tới, cái trần nghiệp của chú nó khá. Giờ mình phát tâm mình tu đi, đừng nói gì, đừng sợ gì hết, bình thường. Rồi cố gắng hết mức của mình, mà mỗi lần ông nói gì thì mình âm thầm mình nguyện cho ông tiêu trừ được cái nghiệp mà chưa có nhìn ra cái thiện lành. Tại sao có những khi người ta bố thí mà mình cũng nói? Thưa đại chúng, nếu người ta muốn nói rồi, không đợi tới phiên mình là cư sĩ tại gia đâu, thầy tu họ cũng nói như thường. Nếu họ muốn nói, thầy tu họ vẫn nói. Và nếu người ta đã muốn nói rồi, chùa mà lớn cất khang trang người ta cũng nói, chùa mà lụp sụp người ta cũng nói. Người ta muốn nói rồi thì ta cái gì ta cũng nói được. Thôi thì mình người tu, tu là gì? Là chỉnh, là sửa. Đôi khi mình phải đứng về cái phần lép chút để nhường cái phần hơn cho người. Và khá hơn chút nữa thì mình tu sao để cho người khác đừng thấy cái tu của mình. Muốn như vậy đừng có quá câu nệ hình thức. Hình thức cần có, chẳng hạn như mặc áo tràng, tụng kinh, ăn chay. Nhưng thỉnh thoảng có những trường hợp nên miễn. Ví dụ như quý vị đi vô trong bệnh viện cầu nguyện cho người sắp mất. Ở trong bệnh viện không phải là cái chỗ để mình có được một cách thoải mái. Cái quan trọng mình vào trong đó với tâm thành của mình niệm Phật an định cho tâm người mất. Không cần hình Phật, không cần lư hương bình bông, không cần chuông mỏ. Mình tụng sao mà y tá, bác sĩ, người bệnh gì họ nói ông đó chưa chết mà tôi sắp chết. Xách chuông xách mỏ vô để gọi là hộ niệm người chết. Cái người chết, người ta khi người ta sắp mất, tâm người ta loạn lắm, tâm người ta hốt hoảng vô cùng. Tại vì cái lúc có cái giây phút đó là giữa cõi sanh tử nó giao đấu với nhau, người ta cần sự an tịnh. Cho nên mình tới đó mình phải an tịnh cái tâm thành của mình bằng câu niệm Phật, tụng kinh cho thanh thản. Trời ơi, đem nguyên bộ chuông mỏ vô, A di ri đô bà tì, A di ri đa tức tam bà tì. Rồi y tá bác sĩ nó vô, nó nói cho tôi vô tôi khám được không? Đừng đúng, đừng đúng, đúng người này sân. Trời đất ơi, người chết chưa sân ở đâu mà thấy bác sĩ sân rồi đó. Rồi để vậy con cháu người ta buồn, người ta khóc, đừng khóc, đừng khóc. Tại sao không cho khóc? Miễn ta đừng rên thôi chứ. Cái emotional, cái cảm xúc của người ta mình cấm khóc làm sao? Cho nên mình đi vô trong cái chỗ hộ niệm, mình làm, mình muốn cho người ta yên tĩnh mà chính mình làm loạn đó. Chính mình loạn á, mình la người này không được khóc, mình biếu người kia phải đi ra. Mình la người nọ không được đụng, mình biếu người này cầm Phật Di Đà lên, đứng ngay trước mặt, banh qua mắt người chết lên. Thấy không? Thấy Phật Di Đà không? Trời ơi. Mình biểu người ta tịnh mà mình chính mình bưng hình Phật Di Đà bánh mắt lên nghe nè ngó. Ôi cha ơi, người ta thấy như vậy đó, người ta quải lắm. Không có phải đâu. Cho nên mình muốn truyền bá đạo Phật mà mình không biết cách đó, là mình truyền không có đúng. Pháp Hòa không có nói mấy cái đó sai đâu, nhưng mình phải làm sao cho nó nhẹ nhàng. Cái người mất á, mặc dù người ta nằm đó đó, người ta không biết gì hết trơn á,
nhưng mà tâm thức người ta rành rõ lắm. Mình tới mình nhỏ bên lỗ tai ta nghe ta biết hết. Đừng có đợi người ta có cái cô đó, bữa đó chị của bệnh tưởng chết á, lắc chị thầy Pháp Hòa vô thăm chị nè, chị muốn nói gì với thầy không? Pháp Hòa nói trong bụng, bả mà ngồi vậy nói tôi đâu cần đứng đây. Ý cô muốn nói là giống như chị cũng muốn nhắn gửi gì thầy, chị muốn làm sao mà người ta nằm đó, người ta bác sĩ nói là chị có thể là sắp mất trong một vài phút nữa đó. Tới hồi mà xong chuyện mà mới chọc cổ và nói trời ơi, bữa vô mà cô nói và nói ông bụng quá nha. Pháp Hòa nói chị của cô mà ngồi vậy được là tôi với bà đâu cần ngồi đây. Đứng tới 3 giờ sáng. Rồi vô đó 3 giờ sáng mà đứng niệm Phật rồi an ủi cho người nhà, nói chuyện với người mất cho tới 6-7 giờ sáng mới về. Phải không? Mà mình cứ người ta sắp mất cứ lắc người ta mà biểu đừng lắc, đừng đụng, rồi banh mắt người ta lên rồi làm lung tung lên hết. Cái cách mà hộ niệm cho người mất hay nhất là tới an tịnh, niệm Phật trong nhỏ nhẹ, chánh niệm, không cần chuông mỏ chi hết. Đừng làm phiền người khác. Là ngay giây phút đó, cảnh đó là cảnh tịnh độ. Mình niệm Phật làm sao cho người mất được an tịnh. Cho nên nhiều khi chính mình không khéo, mình cũng làm cho người ta nhìn đạo Phật mình với một cái nhìn không có hay. Chính mình không có ứng dụng đúng. Con nghe nói đạo Phật hồi xưa của tiểu thừa là không có cúng lại cầu an, cầu siêu, độ vong gì hết. Có thật vậy không? Xin thưa là I don't know. Ở đây mình cần phải xác định cái chữ tiểu thừa. Không có gọi tiểu thừa, mà chúng ta xác định là nguyên thủy. Cái thời của Phật không có vấn đề cúng cơm, nhưng mà cầu an cầu siêu thì có thể có. Thí dụ như người thân mất đến nhờ Phật gửi lòng từ bi hộ niệm cho người thân để người đó được sự đi trong thanh thản nhẹ nhàng, có. Còn cái chuyện mà cúng cơm độ vong là bởi vì như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, thay vì mình bỏ mặt không nói gì hết, bây giờ mình mỗi người chúng ta gửi cái năng lượng. Có nhiều khi á, quý vị dẫn con lên, khi mà nó quá ể là nó hư rồi, nhờ thầy nói cho nó để mà thầy khuyên nó. Quý vị tin là Pháp Hòa khuyên được không? Không khuyên được. Làm sao? Giữa thầy với nó chưa hề quen biết gì hết, nó chưa có cảm tình gì với thầy, thầy cũng chẳng biết nó là ai, mà thầy cũng chưa hề biết bệnh tình của nó, nó cũng chưa hề biết mình là gì. Và nó mấy chục năm nó huân, mười mấy năm nó huân cái kiểu đó, làm sao một buổi mình nói nó nghe? Nhưng mà tại sao mẹ nó dẫn lên và thầy vẫn nhận lời? Là bởi vì đó là từ tấm lòng của người mẹ, mong được nhờ năng lực một chút của một vị thầy, thầy nhận ra điều đó. Cho nên thầy nói là thay vì mình không nói gì hết với nó, thôi thì mình cứ nói cho nó một vài câu, coi như là gieo hạt giống, thêm một giọt nước vào mảnh đất khô cằn của nó. Tuy chỉ là một giọt nước, nhưng chúng ta đã bày tỏ được thiện tâm, thiện chí của mình qua cái cách khuyên đứa nhỏ đó. Cũng như thế đối với người mất. Người nào thì có nghiệp nấy, nhưng đối với người mất, họ tuy họ như vậy, nhưng chúng ta gửi thêm một năng lượng bình an, khuyên nhắc họ, thì biết đâu họ sẽ thấy con đường để họ đi. Pháp Hòa ví dụ, một cái người mù, họ đang đi, họ mình đi phía sau mình thấy họ sắp sửa bước chân xuống cái vũng lầy, mình chỉ cần la lên ê chú ơi, ở trước mặt chú là vũng lầy, thì họ dừng cái chân họ lại được. Mặc dù mình chưa biết họ đi đâu và chỉ họ đi đâu, nhưng ít ra mình cũng khơi lên một chút, chú ơi trước mặt chú là vũng lầy. Nếu họ không nhúng vào vũng lầy thì có thể họ còn đi được cái điểm họ muốn. Chúng ta làm một tâm niệm của chúng ta. Một chiếc que diêm bật lên, tuy không làm sáng được căn phòng,
Nhưng ít ra cũng làm cho người ta thấy được cái công tắc đèn ở đâu để người ta bật lên làm sáng cả căn phòng. Chúng ta mỗi người hãy cứ làm một chiếc que diêm. Mà 1000 diêm quẹt, 1 diêm có thể không thắp sáng được căn phòng. Nhưng nếu trong phòng tối mà 1000 người đứng đó, mà 1000 người bật diêm quẹt lên, thì nhất định căn phòng đó sẽ có 1000 ánh sáng hơn một ngọn. Tại sao chúng ta không gửi một lời bình an của chúng ta đến cho người thân của chúng ta? Phải không? Một tâm niệm còn hơn. Cho nên đối với Pháp Hòa, thậm chí Pháp Hòa đi tụng kinh cho những, đặc biệt là các em nhỏ nha, mấy em nhỏ nhỏ mà nó mất Pháp Hòa thương lắm. Đến đó lúc nào Pháp Hòa cũng đứng bên cạnh đó. Đời này kiếp sống của con tới đây, nhưng thầy mong con nghe được lời của thầy, hiểu được cái tấm lòng của thầy dành cho con, mà con hãy nhẹ nhàng chấp nhận và nguyện cho con đầy đủ duyên lành, sanh vào những cảnh giới an lành, thiện duyên, thuận duyên khác. Không cần quen biết, nhưng mà Pháp Hòa thấy mấy đứa nhỏ mà nó mất Hòa thương lắm. Thậm chí có những đứa mà không, đâu có đi hộ niệm cho nó đâu, nhưng mà người nhà nó đem tấm hình lên. Pháp Hòa luôn luôn đứng ở trước cái hình của mấy đứa nó, tại vì Pháp Hòa biết cái tâm mình giao cảm với nó thì nó sẽ có mặt và nó sẽ nghe mình. Thưa đại chúng, có những cái chúng ta không thấy, không lấy cái mắt nhìn, cái tai nghe để chúng ta có thể nhận biết được, mà những cái đó bất khả tư nghị. Phải không? Cái thời nguyên thủy của Phật là vậy, chứ không phải là tiểu thừa. Thật sự cái ý của tiểu thừa là cũng đúng thôi, tức là cái thời đó, nhưng mình dùng cái từ cho nó dễ hiểu hơn là thời nguyên thủy và thời Phật giáo phát triển. Cũng giống như bây giờ là Phật giáo nước ngoài, thật Phật giáo phát triển phải không? Mình ở nước Mỹ đó, quý vị thấy cái tang lễ nước Mỹ khác với tang lễ Việt Nam không? Khác lắm. Tại vì ở Việt Nam nó có những cái phong tục tập quán của Việt Nam. Ở nước Mỹ thì mình gia giảm đi, cũng không ngoài cái ý, mục đích chính là vẫn siêu độ, nhắc nhở cho người mất, nhưng không cần nhiều cái lễ nghi theo cái phong tục ở Việt Nam. Ví dụ ở Việt Nam mới vừa mất, người ta lấy bốn, ta lấy vải vụn á, người ta nhúng vô dầu lửa, người ta cột bốn cái chân giường. Quý vị có thấy cái cảnh đó không? Tại sao người ta cột dầu lửa ở chân giường? Biết không? Tại vì ở Việt Nam á, kiến nó nhiều lắm. Một khi mà nó sense được, nó ngửi được cái mùi của một cái xác chết á, là nó sẽ theo cái thành giường nó đi lên. Cho nên người ta mới lấy cái dầu lửa, người ta nhúng vô giải đó, người ta cột bốn cái chân giường là để cho cái dầu lửa nó làm bán đi cái mùi mà kiến nó không bu tới. Ở đây nó đâu có chuyện đó mà mình chi phải làm chuyện đó, mà nó không cần thiết, phải không? Cái đó nó không quan trọng gì hết á. Ở Việt Nam á, chết ở trong nhà, cho nên người ta mới làm một cái chén cơm để ý nghĩa là cầu cho cái người mất đó đi trong cái no đủ. Rồi ta luộc cái trứng gà, phải không? Luộc cái trứng gà ta để lên cái chén cơm đó. Biết tại sao không? Bởi vì cái trứng gà luộc đó, đó tượng trưng cho âm dương. Trồng trắng là dương, trồng đỏ là âm. Ý muốn nói người này mới vừa mất đã thành người âm, nhưng mà chưa đi chôn, vẫn còn ở cõi dương. Cho nên để cái trứng gà là biểu tượng là người này đang ở trong cái giao thoa của âm dương. Bây giờ mình mất xong, mất ở trong bệnh viện, mấy tiếng đồng hồ sau thì họ đưa vô nhà xác. Mình đâu cần để chén cơm đó anh chị. Và ngày xưa người ta không có khoa học, cho nên người ta để 8 tiếng, 10 tiếng để người ta xác định người này hoàn toàn đã mất. Ngày nay sau một thời gian, bác sĩ vô để cái ống nghe ở những chỗ có mạch để xác định người này đã chết mới ký giấy cho mình đưa về nhà xác. Chứ còn bác sĩ chưa ký là mình chưa được quyền đem đi. Thì cái ý mà người ta để 8 tiếng là vậy đó. Mà mình hay dùng cái từ là thần thức xuất ra từ đó, đó. Nghĩa là xác định người đó đã mất ở những cái, tất cả những cái mạch nguồn của người đó đã hoàn toàn mất.
À, kính thầy giảng nghĩa câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con hay chào nhau câu A Di Đà Phật. Có một vị Phật tử bắt lỗi bảo rằng thiếu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, bất kính với Phật. Cái này thì cũng Nam Mô A Di Đà Phật luôn á. Thưa đại chúng, chữ Nam Mô nghĩa là gì? Chữ Nam Mô có 6 nghĩa: cứu cánh, cứu ngã, độ ngã, quy mạng, kính lễ, vân vân, 6 nghĩa. Mà bởi vì nó nhiều nghĩa cho nên chúng ta để nguyên chữ đó là Nam Mô, bởi vì Nam Mô là tiếng Phạn. Và vì chữ Nam Mô có 6 nghĩa cho nên chúng ta không dịch. Và nếu có dịch á, thì thí dụ dịch được nghĩa này thì nó lại không đủ nghĩa kia. Chẳng hạn như mình dịch là kính lại Đức Bồ Tát Quán Âm, hay là kính lại Phật A Di Đà thì cũng nghĩa là Nam Mô đó. Nhưng bởi vì chữ Nam Mô 6 nghĩa cho nên giờ mình gọn lại, không cần nói 6 nghĩa, nói chữ Nam Mô. Và đồng thời chữ Nam Mô bây giờ đã trở thành một cái chữ, nó đã ăn sâu vào trong tất cả mọi cái sinh hoạt của đệ tử Phật rồi. Nghe chữ Nam Mô thì mọi người đều phát tâm hết. A Di Đà Phật có 3 nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thay vì mình gặp nhau mình nói tôi xin chúc anh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, người ta nói mình cải lương dài dòng. Bây giờ mình gom gọn lại A Di Đà Phật, nghĩa là tôi xin chúc cho anh lúc nào anh cũng có đầy đủ ánh sáng, đầy đủ trí tuệ và đầy đủ công đức. Cho nên mình gặp nhau mình mới A Di Đà Phật. Còn cái chữ Nam Mô không cần. Nếu muốn cũng được, mà giảm đi cũng chẳng sao. Nhưng mà khi nào mình niệm danh hiệu của Ngài, thí dụ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật để biểu lộ đầy đủ cái câu đó là con xin kính lại Đức Phật A Di Đà. Ở trường hợp Phật tử chào nhau thì lấy ý nghĩa của chữ A Di Đà ra để cầu chúc. Cầu chúc cho anh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Ở trường hợp này lấy ý nghĩa của Đức A Di Đà để cầu chúc cho nhau chứ không phải là kính lại Phật, cho nên chữ Nam Mô có thể giảm. Còn trường hợp nếu mình đến bàn thờ Phật, mình lễ Phật thì mình đọc nguyên câu Nam Mô A Di Đà Phật để nói lên sự cung kính của mình. Pháp Hòa ví dụ, mình gặp một cái bác đó, bác đó tên là Trần Văn Nam. Nhưng mình gặp bác mình nói ô dạ con xin kính chào bác Trần Văn Nam, hay là mình chỉ nói dạ con chào bác Nam. Nhưng mà khi mình lên một cái buổi lễ mình giới thiệu thì mình phải giới thiệu đàng hoàng: con xin trân trọng giới thiệu đây là bác Trần Văn Nam, đúng không? Vì trong buổi lễ trịnh trọng thì mình phải đầy đủ tên họ ta. Nhưng mà ở trường hợp mình gặp bác á, mình không cần phải nói dạ con kính chào bác Trần Văn Nam, dạ xin lỗi bác gái Nguyễn Thị Gái đâu rồi. Cái đó ta phiền lắm, ta nói sao cứ kêu tên tôi ra chửi hoài. Quý vị thấy được cái ví dụ đó không? Cái trường hợp gặp nhau là A Di Đà Phật, là chúc nhau vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Còn trường hợp kính lễ ở một cái buổi lễ trang nghiêm thì đầy đủ chữ Nam Mô. Nhưng mà có cái trường hợp là bởi vì mình niệm thánh hiệu của Phật, quan trọng là câu cấu nó đều đặn. Thỉnh thoảng có người ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nếu bắt lỗi là gặp nhau chào phải đủ Nam Mô, vậy sao lúc mình niệm A Di Đà Phật mình không nói? Rồi bây giờ theo người Hoa, A Mi Tô Phô, A Mi Tô Phô, A Mi Tô Phô. Trời ơi nhanh quá, mà cũng có A Di Đà Phật thôi, phải không? Thành thử ra không nên bắt lỗi cái kiểu này. À thôi, nhưng mà cũng là cái tâm thôi. Nhiều khi không hiểu thì nói, bây giờ mình đã nói ra rồi thì mình cùng nhau mình học. Gặp nhau là A Di Đà Phật, hễ kính lễ trang nghiêm thì Nam Mô A Di Đà Phật. Còn trong phương pháp hành trì, thí dụ quý vị đi kinh hành, đi 4 chữ sẽ dễ đi hơn. Thí dụ như ở nhà mình niệm một mình á, bước chân trái A Di, bước chân phải Đà Phật, A Di Đà Phật. Hoặc trong khi mình ngồi thở nè, hít vào A Di, thở ra Đà Phật, A Di Đà Phật.
đó. Nó bốn chữ thì nó dễ cái quân bình cái hơi thở của mình hơn. Có nhiều người ta gặp Nam Mô Phật, Mô Phật, Mô Phật. Giờ thêm nãy chui. Thưa đại chúng, ở Việt Nam cái cô có một cô hỏi là nãy thầy có giáo dụ và cái trứng gà rồi giờ có người chết tại Việt Nam để cái nãy chuối phải không? Ở bên Việt Nam á, người ta quan niệm, người ta sợ khi mà cái người mất á, để Việt Nam thì ở trong trong gì, trong vườn, trong rẫy, trong ruộng, thì đôi khi nó có một con mèo, mà cái con mèo này nó có cái tên là Linh Miêu, nó là con do rắn và mèo kết hợp mới sanh ra nó, chứ không phải con nào cũng Linh Miêu đâu. Nó một loại mèo đặc biệt là do rắn và mèo kết hợp nó mới sanh ra cái con mèo đó. Thì cái con mèo đó nếu mà nó phóc qua cái người mất thì cái người mất bật ngồi dậy, bật ngồi dậy thôi chứ không phải bại chạy đi. Không phải kiểu vậy rồi mà sợ phải không? Bật ngồi dậy. Cho nên ta để cái nải chuối người ta dằn. Cái ý thứ hai á là cái nải chuối đó thường là nải chuối sống, để khi mà cái hơi hám, cái mùi của cái người mất á, cái mũ chuối á, nó hút. Cho nên khi mà liệm cái người đó rồi đó thì cái nải chuối đem ra ngoài sân á, người ta đạp bỏ chứ không dám để bậy, sợ người khác ăn vô người ta bệnh. Cho nên thường cái nải chuối mà liệm rồi đó đem ra lấy chân đạp lên cho nó hư hết đi, đừng để những cái đứa nhỏ do nghèo đói mà nó đi tới nó lượm ăn, nó mắc bệnh tội nó. Là vì người ta nghĩ rằng cái hơi của người mất nó rút vô trong cái nải chuối đó. Ở đây mình cần không? Mình cần. Mặc dù chuối thiếu gì. Có người bạn mới mất nó hỏi em có cần không, em biết. Em không biết vậy. Thôi mình ráng chút nữa được không? Còn hai câu nữa à. Để không thôi mấy vị khác. Ủa còn nữa. Cảm ơn thầy cho con bài giảng hôm nay. Kính chúc thầy luôn mạnh khỏe. Con về Việt Nam thăm quê và một lần đi thăm chùa. Bữa cơm trưa tại chùa, con thấy có một số đại chúng và thầy có dùng bia với cơm trưa, làm con cảm thấy vân vân. Con không biết chùa có nên dùng bia hay không. Câu hỏi không có ý đả kích, kính xin thầy phân tích. Dạ cảm ơn Phật tử. Dạ thưa, thì dĩ nhiên là đúng nguyên tắc là nhà chùa không có uống bia uống rượu gì hết. Còn cái trường hợp mà có bia có rượu này thì thiệt sự là chắc có lẽ là do một cái trường hợp đặc biệt nào đó mà nó ngoài cái tầm, cái phạm vi của Phật Pháp. Thì thưa đại chúng, có những thầy là thầy chùa chứ không phải thầy tu. Tức là ở chùa vậy thôi chứ không tu. Còn thầy mà ở trong chùa mà có tu kêu thầy tu. Mà thầy tu này, còn thầy chùa thì nó lắm. Thì thôi thì mình cứ nhận ra như là một cái hình ảnh không dễ thương, không đúng, lỡ mình thấy. Thì nếu như mà lỡ thấy hình ảnh này thì mình xác định đây không phải là hình ảnh của người Phật tử hay là của đệ tử Phật. Đừng phê, đừng có chỉ trích và đừng có nói gì hết. Nếu ai hỏi thì mình chỉ xác định dạ cái đó không phải. Vậy thôi. Trong tất cả chúng ta ai cũng có những cái sai của mình. Phải qua ví dụ. Ví dụ như cái tiệm đó người ta mở, ta làm ăn theo cái nghĩa là, thí dụ giờ ta nói ta làm ăn bán nước ngọt, ví dụ đi. Nhưng mà cái đó chỉ là cái hình tướng bên ngoài thôi. Có thể bên trong ta làm những cái điều buôn bán không có đúng, mình cũng đâu biết. Thì thôi mình nhận cái gì mình biết cái đó thôi, chứ còn không ai có đạo nhãn để mà xác định gì. Nhưng mà trước mắt quý vị thấy bây giờ Việt Nam cũng giả nhiều lắm, phải không? Có nhiều khi người ta giả là một cái người xuất gia để người ta có được cái nhu cầu đời sống của người ta. Rồi ban đêm ban ngày người ta đi khất thực,
rồi ban đêm về người ta làm những cái điều ăn nhậu không đúng thì hình ảnh của người tu bị rất là nhiều. Thì mình cũng nhận ra đây như là một hình ảnh không đúng của Phật giáo vậy thôi, chứ không phải là các thầy là như vậy. Nếu thầy đó thật tâm tu là thầy dứt khoát thầy không làm điều đó. Còn thầy đó không phải có tâm tu thì thầy dù có ở chùa thầy cũng làm điều trật như thường. Bởi vì xuất gia nó có bốn loại: thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Có những người thân xuất gia mà tâm họ không xuất gia. Mà tâm không xuất gia thì họ có thể có hình tướng đầu tròn, mặc áo tu ở trong chùa, nhưng mà hoàn toàn tâm tư họ không thương tiếc gì hình ảnh của Phật tử hết. Đó là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Hạng thứ hai là có những người tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Chẳng hạn như quý Phật tử, có thể có những người hoàn cảnh chưa cho phép mình đi xuất gia, nhưng mà tâm tư của quý vị đã hướng về nẻo đạo một cách thuần túy. Đó là thân tại gia nhưng mà tâm xuất gia. Có những người tâm người ta tu, thân tướng người ta tu luôn, cái đó gọi là thân tâm đều xuất gia. Chẳng hạn như tất cả những vị tăng ni có thật tu và đang hành đạo, đang tu tập. Và có những người thân không xuất gia mà tâm cũng không xuất gia luôn, tức là sống rất là buông thả. Thì trong giới xuất gia nó cũng có bốn dạng như vậy, phải không? Dạ. Thành thử ra có những người người ta từ sáng đi ra tối, tức là từ trong cảnh an vui mà đi vào cái chỗ đau khổ. Và có những người người ta từ tối người ta ra sáng, ta lầm đường lạc bước, bây giờ người ta biết hướng về nẻo thiện. Qua 6 lần kết tập kinh điển của Phật giáo, các kinh như Di Đà, Phổ Môn, Pháp Hoa, Địa Tạng dường như được đưa vào kết tập lần thứ tư tại Pakistan, nhưng không được chư tăng chấp nhận là giáo lý của Đức Bổn Sư. Ngày nay các nước như Việt Nam, Đài Loan, Nhật Bản, Trung Hoa, Đại Hàn đa số tu theo pháp môn Tịnh Độ, mà đấng giáo chủ là Đức Phật A Di Đà. Vì luôn quán tưởng và trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và có vẻ giống như các tín ngưỡng theo Nhất Thần giáo. Trong thời kỳ này vẫn còn là thời kỳ độ sanh của giáo lý Đức Phật Thích Ca, chẳng lẽ chư Phật dẫm chân lên trong vấn đề độ sanh ư? Quý vị hiểu câu hỏi không? Tức là nếu như mà mình đề xướng cái pháp môn Tịnh Độ, có một vị giáo chủ và chỉ biết Phật Di Đà thôi thì giống như là Nhất Thần giáo quá. Vì có một cái đạo giáo gọi là Nhất Thần, đó là một ông thần thôi. Dạ thưa không, nếu như ai tu Tịnh Độ, học giáo lý Tịnh Độ mà chấp trước theo cái đường lối nhất, độc tôn duy nhất, thì người này mới lọt vào tà kiến của Tịnh Độ. Chứ còn đúng cái tinh thần của Tịnh Độ là không có phải Nhất Thần như vậy. Mà đồng thời chư Phật cũng không dẫm chân. Mà bởi vì Đức Phật Thích Ca muốn cho chúng sanh phát tâm tu theo tùy mọi cái hoàn cảnh, tùy mọi cái phương tiện khả năng của mình mà tu tập. Bây giờ nói về lịch sử, khi mà vợ của vua Tần Bà Sa La, tức là bà Vi Đề Hy, bị người con tên là A Xà Thế làm khổ, tức là nhốt cha vào trong ngục muốn chiếm ngôi vua. Mẹ ông cấm mọi người không được đi thăm bệnh, không được đi thăm tù và không cho đem thức ăn. Thì bà mẹ là hoàng hậu được quyền đi thăm, nhưng mà bà mới lấy bột với mật á, bà trộn với nhau, bà thoa lên người bà. Đi vào trong ngục á, thì bà mới lấy cái mật, bà kéo cái mật và cái bánh đó ra, bà cho vua ăn. Thì vua được qua cái cơn đói. Cho nên ông vua A Xà Thế, ông thấy mà tại sao cấm ăn cấm uống mà ông vua này, ông vua cha tôi vẫn sống tới bữa nay mà không chết, mới cho người theo dõi. Thì khi mà theo dõi mới thấy là hoàng hậu Vi Đề Hy đã vi phạm cái điều ông nói là không được mang thức ăn vào, mới bắt luôn hoàng hậu Vi Đề Hy tống vào trong ngục giam. Thì trong khi bà Vi Đề Hy cực kỳ đau khổ như vậy đó, thì Đức Phật đến để mà thăm viếng. Vì bà mới nói: bạch Đức Thế Tôn, con thấy cõi đời này đau khổ quá,
con cái bất hiếu ngỗ nghịch, thần dân thì nổi loạn, vân vân. Thế bà nói ra những cái đau khổ. Bây giờ con không muốn thích ở cõi ta bà này nữa. Đức Thế Tôn có cảnh giới nào cho con cầu sanh về đó? Thì Đức Phật mới vì bà Vi Đề Hy mà thuyết cảnh giới của Phật A Di Đà để vua bà Vi Đề Hy phát tâm. Thì khi mà bà Vi Đề Hy phát tâm vậy thì cái Phật bắt đầu thuyết cái pháp môn Tịnh Độ niệm Phật. Thì Đức Phật mới nói rằng, giới thiệu là ở phương Tây có một Đức Phật A Di Đà vậy đó, nếu ai phát tâm thì sanh về cõi đó thì hãy nên niệm danh hiệu của Ngài, vì đó là lời nguyện của Ngài. Cho nên hai Đức Phật không hề dẫm chân lên nhau để mà độ chúng sanh. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà độ những chúng sanh, nếu như mà đã chán chường cái cảnh ta bà này rồi mà muốn sanh về tịnh độ thì phải cho người ta có chỗ để người ta đi. Cho nên vị nào mà tín ngưỡng cái pháp môn tịnh độ mà không có tôn trọng Đức Phật Thích Ca là sai hoàn toàn. Trước khi chúng ta lễ Phật Di Đà thì chúng ta cần lễ Phật Bổn Sư, bởi vì Ngài chính là người có ơn với chúng ta, là người đã mang pháp môn tịnh độ giới thiệu với chúng ta. Chứ tại sao chúng ta lại không nhớ tới Ngài? Xin lỗi, mình ở đời đây nè, mình còn không cho một cái người con của mình vô ơn, tại sao mình bây giờ là người tu Phật mà lại phải kiểu đó? Tôi không cần biết Phật nào nữa hết, tôi chỉ biết Phật A Di Đà thôi. Đó, cái người nào lọt vào cái kiểu đó đó, đấy thì mới bị cái tình trạng là đã biến tịnh độ, đã biến Phật Di Đà thành nhất thần giáo. Còn nếu mình hiểu tịnh độ đúng mức, không bao giờ có ý niệm như vậy. Cho nên Pháp Hòa nhớ hồi xưa Pháp Hòa đọc cái bản kinh Di Giáo của Ngài Hòa Thượng Trí Quang dịch đó, hay lắm. Ngài nhất tâm đảnh lễ nè: nhất tâm kính lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bậc giáo chủ cõi ta bà, thuyết kinh tịnh độ. Tức là giảng về kinh tịnh độ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, vị giáo chủ cõi phương Tây, tiếp dẫn chúng sanh về cõi an lạc. Phải không? Cho nên bây giờ mình có hiểu Đức Quan Âm, mình hiểu Đức Văn Thù, mình hiểu bất cứ vị nào cũng không quên được Đức Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì chính Ngài là người giới thiệu tất cả những cái đó cho chúng ta. Thế thì chúng ta không được quyền. Cho nên trường hợp lọt vào cái nhất thần giáo là trường hợp người đó hiểu lầm tịnh độ. Và thậm chí còn tuyên bố một câu này: không cần quy y với ai hết, không cần quy Phật nào hết, chỉ quy y Phật Di Đà thôi. Sai hoàn toàn. Không có kinh điển nào nói câu đó hết. Không có kinh điển nào nói câu đó hết. Và cái vấn đề đặt pháp danh như hồi nãy Pháp Hòa có thưa đại chúng là do các tổ Trung Hoa ngày xưa đề xướng ra, đặt pháp danh cho đệ tử Phật tử để Phật tử nương vào cái tên đó mà tu. Ví dụ như tên Pháp Hòa là Pháp Hòa, nghĩa là người luôn luôn ứng dụng các phương pháp hòa hợp để sống, để tu. Có lẽ ông thầy Pháp Hòa, ông thấy Pháp Hòa hay cãi lộn cho nó tên này để nó lo nó tu. Vừa nhắc nhở mình tu và vừa có cái sự khen ngợi. À, có thể là mình sống luôn luôn biết hài hòa với mọi người, cho nên thầy mình cho mình tên đó. Khi Pháp Hòa đặt tên cho Phật tử, quý vị biết Hòa đặt sao? Pháp Hòa luôn luôn nguyện Phật: hôm nay con đủ duyên lành quy y cho Phật tử để Phật tử phát tâm tu. Xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ gia hộ cho con. Nếu đúng cái vị Phật tử này có căn duyên với Pháp, một cái hành tu nào, Pháp hạnh tu nào, xin cho con nghĩ ra cái chữ đó để đặt tên cho họ. Chứ con biết con phải nương vào cái lực của Phật, chứ mình giỏi vắn gì mà đặt tên, đặt chữ. Cho Pháp Hòa chỉ nghĩ là luôn luôn như vậy. Ngay cả trước khi ra nói Pháp: xá Phật, xá Tổ, xin trợ duyên cho con đủ cái duyên lành để con truyền tải Phật Pháp cho Phật tử. Chứ con đâu có học hành gì đâu, con biết gì con nói. Không, chỉ mong rằng lời của mình nói không sai được với cái thánh ý. Thưa đại chúng, thánh ý cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái ý của Bậc Thánh cao sâu lắm, lấy tâm phàm phu của chúng ta mà trắc nghiệm cái ý của các ngài, làm sao chúng ta nói hết. Mà bây giờ chúng ta lại đem những cái tư tưởng bình thường của mình lại định nghĩa cái này cái kia thì nó đã là sai rồi đó, huống chi là nói sai nữa. Rồi,
Con sinh ra trong một gia đình đồ tể, chuyên giết heo bò làm kinh tế sinh nhai cho cả gia đình. Nay song thân con đã qua đời, con muốn cứu giúp cho cha mẹ trong khổ cảnh, nhưng không biết làm sao cho đúng cách và có hiệu quả. Vì theo kinh điển, người qua đời thì lập tức tái sinh trong ba cõi sáu đường, không có chuyện trung ấm thân, thì việc cúng kiến cầu siêu vân vân cũng không có hiệu quả cho người quá cố. Nếu có được quả báo tốt cũng chỉ dành cho người sống. Xin thầy hướng dẫn cho con cách nào mà có thể giúp được cho cha mẹ quá vãng được tái sinh cõi lành. Mình sanh trong một cái gia đình làm nghề đồ tể, có nghĩa là mình có cái duyên nghiệp với gia đình đó, có cha mẹ đó. Nhưng mà trong số những người trong gia đình làm nghề này, mình là người trội hơn. Cho nên ngay giây phút này chúng ta tỉnh giác, thấy được Phật Pháp, thấy ánh sáng để chúng ta quay về mà độ cho gia đình. Chúng ta thấy được cái điểm độ đầu tiên là chúng ta thấy được Phật Pháp để quay trở về độ gia đình. Trên nguyên tắc, những người thân mình nếu họ làm lỗi cực kỳ, có thể họ đã đọa lạc. Nhưng giờ sao mình cứu đây? Mình có cái liên đới với họ. Cho nên vị Phật tử này thành tâm tu tập, hồi hướng công đức, tất cả những phước lành nào mình làm được, như là bố thí, thọ bát quan trai, thọ giới để tu tập, đều hồi hướng cho người thân mình. Nếu người thân mình hiện đang còn trong những cái cảnh giới khổ đau nào mà họ tái sinh, nhờ công đức lành này mà sự khổ đau của họ nó đang giảm. Pháp Hòa ví dụ ha. Ví dụ như bây giờ là cái người thân đó mất hồi năm 1980. Bây giờ người đó có thể đang tái sinh vào một cái cõi nào ở nước Mỹ đây, nhưng mà khổ lắm, làm homeless. Thí dụ vậy đi. Nhưng mà cái người thân họ đó còn sống sót từ năm 80 tới giờ vẫn cầu nguyện hồi hướng công đức cho họ, mặc dù họ đã tái sinh làm homeless rồi. Nhưng mà cái liên đới giữa duyên của họ với người thân họ vẫn còn đó. Nghĩ tưởng tới họ hồi hướng thì cái kiếp homeless của họ đó sẽ được an lạc hơn. Homeless nhưng mà lúc nào cũng có chứ không có less. Thay vì là không có gì hết thì nhờ cái thiện lành đó đi xin mà có, chứ không phải hoàn toàn không có. Rồi nếu như á, mình hồi hướng cho họ xong rồi, mình cũng nguyện ở bất cứ kiếp nào họ cũng xin cho họ cũng được thấy được ánh sáng Phật Pháp. Bởi để hai cái tâm nó tương đồng. Cho nên không phải không được đâu. Nhưng mà chúng ta cần phải làm xuyên và làm nhiều. Chữ làm nhiều ở đây có nghĩa là bất kỳ công đức thiện lành nào chúng ta làm được, chúng ta hồi hướng. Ví dụ bây giờ ông bà mình nó có những người mất 50 năm rồi mà mình còn hồi hướng không? Có. Thành ra nếu mà ông bà mình tái sinh có thể trở thành một thanh niên thiếu nữ nào trong kiếp này rồi, nhưng mà nhờ công đức con cháu của quá khứ đó hồi hướng hoài, thì trong kiếp làm người này họ vẫn khỏe, vẫn an vui. Và đừng quên nguyện cho họ đủ duyên lành gặp Phật Pháp, dù bất cứ ở một cảnh giới nào. Quý vị thấy con chó con mèo á, cái nghiệp nó làm súc sinh đúng không? Nhưng mà nó có phước á, là nó làm súc sinh ở nước Mỹ, nó hơn những con chó con mèo ở những cái nước nghèo rồi. Rồi nó còn chút phước đó. Nhưng mà con chó nào con mèo nào mà nó có phước hơn chút nữa, nó lại được sanh trong một gia đình Phật tử. Mỗi lần mình tụng kinh, mình nghe Phật Pháp thì nó lẫn quẩn đâu đó, nó cũng nghe Phật Pháp với mình. Tại sao mình không khai thị nó đi? Nè, bây giờ mẹ đi tụng kinh nha, con ngồi để con nghe. Rồi lâu lâu nó tới bên cạnh mình vuốt nó, nguyện Phật cho nó, niệm Phật cho nó, an ổn nó. Khai thị và chú nguyện cho nó, độ cho nó. Cho nên nếu mình đã có một cái tâm độ, mình độ được hết á. Mình độ được hết á, mà tại mình không thấy thôi. Có những đứa nhỏ mình đâu biết nó là ai đâu, nhưng mà mình có tình thương với nó. Pháp Hòa thương mấy em nhỏ lắm.
Cho nên bàn thờ linh ở bên chùa thờ mấy em trẻ lâu lâu và cứ đứng ngoài nhìn đó, bằng cả cái tâm thương của mình. Và Pháp Hòa biết rằng nếu nếu mà nó còn lẫn quẩn đâu đó, nó sẽ cảm nhận được cái tình thương của mình cho nó. Và thưa đại chúng, trên đời này á, cái tình thương nó chuyển hóa nhiều cái nguồn khổ đau của con người. Quý vị cảm nhận điều đó. Thí dụ như là mình, người ta đang bị lụt, bị cháy rừng, bị gì đó, mình tới ta cảm động lắm. Tình thương của mình nó chan rãi trong đó. Cho nên cứ hồi hướng cho người thân qua các cái công đức của mình. Tôi có đứa con trai năm nay 20 tuổi, nói không nghe, dạy không được. Xin thầy chỉ dùm cách dạy một đứa con cho nên người hữu dụng. Con mình nói không nghe sao? Dạ thưa đại chúng, rất cảm ơn, là bởi vì đây là một cái tâm của cha mẹ. Đức Phật có dạy trong kinh đó, con cái của mình nó có ba dạng con cái. Nếu đứa con nào mà nó sanh ra mà mình không dạy nó điều lành lẽ phải gì hết, mà tự động ở nơi nó biết phát triển cái lành cái phải ở nơi nó, đứa con đó gọi là ưu sanh. Đứa con nào mà sanh ra mình dạy, mình nói, mình làm, nó đi theo mình, nó nghe lời mình, đứa con đó gọi là tùy sanh. Đứa con nào mình dạy quá trời quá đất mà mình nói năm nó nói sáu, mình nói sáu nó nói bảy, mình mùng một nó cứ rầm, đứa con đó gọi là liệt sanh. Chữ liệt đây là gì? Chỉ liệt đây là hạ liệt, là thấp kém. Con có ba dạng. Bây giờ quý vị nghiệm coi, con mình có đứa nào nó lọt trong ba dạng đó không? Đứa nào mình nói từ nhỏ nó nghe đó là tùy sanh đó. Còn từ nhỏ mình không biết ăn chay, không biết tu gì mà tự nhiên nhỏ nó là cái người dẫn mình đi chùa đó. Đứa đó là ưu sanh đó. Còn cái đứa này mà cuộc đời này có bộ liệt sanh nhiều hơn. Tùy với ưu, phải không? Tại sao vậy? Tại vì cái nghiệp của nó và cái nghiệp của mình. Quý vị tưởng tượng đi, tiếng Anh vốn đã khó học mà gặp mình là không biết chữ nữa thì làm gì mình học tiếng Anh giỏi được đó. Tiếng Anh vốn đã khó mà mình thì không biết chữ, ví dụ vậy đó. Thí dụ như cái người mà người ta biết chữ alpha b thì người ta còn học được tiếng Anh chút chút, còn giờ mình từ nhỏ lớn được đi học hoàn toàn chữ cán biết, tiếng Việt còn biết viết mà giờ bắt đầu qua đây học tiếng Anh. Đó là vấn đề một cái nha. Rồi có những trường hợp những người mà người ta nói tiếng Việt mà phát âm những chữ không có rõ ràng, học cũng đâu phải dễ. Cho nên nó không có hai cái tương ứng, nó có cái tương ứng là nghiệp mình với nghiệp nó. Cho bây giờ nếu con của mình dạy nó không nghe, nếu như đủ, mình hãy nên phát tâm thứ nhất là tu tập chấp nhận nó, ôm ấp để chuyển hóa nó. Thứ hai là luôn luôn hướng tâm về nó, nguyện cho nó đủ duyên lành, một ngày nào đó nó gặp được những người lành thiện trong đời này để khai thị chỉ dẫn cho nó. Thưa đại chúng, Pháp Hòa đã từng gặp những em cha mẹ nói nó không nghe mà bạn nó nói nó nghe, mà nó rất may là nó gặp một đứa bạn gái biết lo học hành, mặc dù nó trời ơi đất hỡi, nhưng mà chính nó trở về con đường học hành làm người tốt nhờ đứa bạn gái đó. Rồi đứa bạn gái đó lại sau này làm vợ nó, mà nó trở thành một người tốt. Pháp Hòa đó từng gặp. Và những người đó lên gặp Pháp Hòa và quy y xong rồi nói: dạ thưa thầy, thầy là người dẫn đường tâm linh cho con, còn vợ con là một người thầy, thầy ngoài đời của con. Thành thử ra nhiều khi á, nếu như mình cứ giận nó, mình chửi nó hoài, thì cái tâm mình cứ hận thù tức tối nó, lại càng thêm oán kết. Thay vì như vậy xót thương nó, thật sự thưa đại chúng, chính bản thân nó cũng không muốn đâu. Đâu cứ đứa nhỏ nào nó sanh ra nó muốn nó trở thành một cái đứa gọi là hoang hư đâu, nó không muốn đâu. Nhưng mà cái nghiệp lực trong lòng của nó đẩy đưa, hoàn cảnh đẩy đưa nó, nhiều cái yếu tố để nó trở thành một đứa như vậy.
mình phải thương nó hơn là mình ghét nó. Rồi mà bây giờ thương nó mình không có phương pháp, đừng có nói mình dạy nó không nghe. Nó nghe nhưng mà tại nó chưa chịu làm. Nhưng không vì vậy mà bỏ phế không nói. Có nhiều đứa mình nói con à, đi học lái xe cẩn thận nghe. Má này có nhiêu nói hoài. Không biết ở đây có ai bị có nhiêu má nói hoài. Nhưng mà có bao giờ mình không nói không? Không, tại vì mình làm mẹ nó. Mình làm mẹ nó mà luôn luôn mình làm ba làm mẹ mình luôn luôn cứ phải nói nó vậy. Nó nói má cứ tụng kinh hoài. Má tụng vậy đó cho con thấm. Cho nên đừng có ngại. Đây nè mấy ông tiểu chùa Pháp Hòa đây nè, mỗi lần mà gặp cái lên ôm rồi hỏi bữa nay đi học có vui không? Dạ vui. Ráng học nghe con. Dạ. Mà ngày nào cũng tụng nhiêu đó, đừng có mê chơi nghe con. Cứ tụng nhiêu kinh mà không thấy hồi hướng. Nhưng mà thưa đại chúng, nó giống như là cái đứa nhỏ, nó cũng giống như là một cái tấm gương đầy bụi. Mình chùi lần đó đâu có hết bụi đâu, kệ đi. Ngài cầm cái khăn quẹt một cái, quẹt một cái, quẹt hoài thì thế nào bụi nó cũng hết và cái kiến nó sẽ sáng ra. Đừng có vì đứa con nó như vậy rồi mình buồn. Không nên buồn, không nên khổ, mà hãy biến cái, hãy thấy rằng nghiệp lực của mình với đứa con, mà hãy phát tâm dũng mãnh tu khá hơn chút để mình hồi hướng phước báo lành cho con và luôn luôn thương con và nhắc nhở con trong mọi trường hợp mình có thể được. Thưa đại chúng, nhiều khi á, mình thương nó không nhận ra đâu, đến một ngày nào đó nó sẽ nhận ra điều đó. Nếu có đi vòng quả bất đất tròn, người trong con mỏi mòn cũng không ai ngoài mẹ. Chừng đó nó mới thấm. Hồi nãy có một Phật tử đem vô cho Pháp Hòa. Thầy biểu hết giờ rồi. Hồi nãy có một Phật tử đem vô chú vào một cái lá thơ của ba cô viết bằng tiếng Anh. Và cái ước nguyện của ông á, là xin thầy đọc lá thơ này và hãy truyền tải đến cho mọi người rằng cha mẹ cần con cái và con cái cần cha mẹ. Mà thật sự là vậy. Nhiều khi á, con nó muốn lo cho mình mà mình cứ hất, mình nói tao không cần. Và rước lại nhiều khi cha mẹ muốn lo, muốn con cái lo cho mình mà con cái nó thờ ơ, nó không lo. Cho nên á, trong cuộc đời này, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Cho nên dù đứa con nó hư, trong lòng mình vẫn biết rằng nó vẫn cần mình, đừng bỏ nó. Pháp Hòa có những đứa học trò đệ tử nuôi dạy từ nhỏ, giờ lớn lên muốn đi theo con đường của mình, khuyên không được. Rồi thôi con muốn đi, cho con đi. Đi đã đời rồi, có một ngày kia mình hỏi thăm nó, vẫn thấy nó liêu biêu chưa có gì hết. Bỏ nó đâu, phải đi kiếm nó, kêu nó về. Con cần chỗ ở không? Thầy cúng dường chỗ cho con. Thầy phải có hiếu với đệ tử. Thưa đại chúng, cứu một chúng sanh đau khổ đâu phải dễ. Muốn một chúng sanh thối tâm dễ lắm, độ một người muốn tu rất khó. Cho nên đừng từ nan khi phải cứu độ ai. Bây giờ độ ai không biết mà con mình đây mình bỏ là không được rồi. Cho nên dù đứa con bất cứ cái gì, nó vẫn là con của mình, nó vẫn là dòng máu của mình, nó vẫn có mình trong đó. Nhiều khi nó cũng có cái tính ngang ngang của mình trong đó, mình không hay á. Di truyền mà. Cho nên thưa, thì tóm lại một câu là nó là con của mình. Mình ôm ấp nó cũng như một Bồ Tát ôm chúng sanh thôi. Này mình nè, gặp việc đáo đầu mới chịu tu, Phật tiên hiền thánh réo lu bù, vái vang khẩn nguyện kêu in ỏi, trong lúc bình thường thấy lặng ru. Niệm Phật một hồi thôi bỏ luống, tụng kinh đôi chút lại chân lu.
tu như điển chớp xương đầu cỏ, giỏi nói hô hào biết lối tu. Khi mình có bệnh là mình kiếm Phật dữ lắm, mình khổ nạn, nhưng mà mình quên, mình xong rồi là mình quên. Nhưng mà Phật có bỏ mình không? Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Lầu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Trong tình thương của cha mẹ, không ơn, không oán, không sầu. Chính vì vậy mới không già, không chết, có đâu luân hồi. Tình thương của cha mẹ đối với con không bao giờ xúc giảm. Chẳng qua nó giận nó quá, bỏ mặt nó một chút vậy đó. Nhưng mà lâu lâu hỏi thăm, có phải không? Người yêu thôi mình còn bỏ không được mà sao bỏ con được. Cho nên Pháp Hòa biết là câu hỏi hay lắm, và nên cứ thương nó. Rồi khi mà nghiệp nó hết, phước mình đủ. Thưa đại chúng, đời sống mình hai thứ à. Một là phước, hai là nghiệp. Hễ phước mình hết là nghiệp nó tới, nghiệp mình nó hết là phước nó tới. Thôi giờ cứ ráng tu tạo phước thì giảm nghiệp. Mà nghiệp mình nó hết rồi thì phước nó tới. Mà phước nó tới thì bắt đầu mình nói người ta nghe. Trời ơi, ngồi nói nữa không đó? Thôi nói gọn ha. Xin thầy chỉ giáo cho con hiểu thêm về kiếp. Chữ kiếp á, nó đơn giản cho dễ hiểu thôi. Kiếp á, nghĩa là một khoảng thời gian của một kiếp sống. Và mỗi người có một cái chuỗi thời gian của kiếp. Ví dụ như kiếp người, khoảng thời gian của một con người là bao lâu? Cao lắm là 100 năm, nếu mình nói theo cái thời gian, phải không? Nhưng mà cái kiếp đó là mình nói thôi. Nhưng mà có nhiều khi mình đang sống trong kiếp giảm cũng có. Ta là giống như mình đây nè, sức khỏe của mình mỗi ngày mỗi giảm chứ đâu có tăng. Mà nếu tăng là tăng cái gì? Tăng huyết áp. Pháp Hòa có làm cái bài thơ ba cao một thấp. Câu đầu mở đầu làm sao Pháp Hòa quên rồi. À, ba cao một thấp còn chi, ba cao một thấp còn chi, cao đường cao mỡ, máu cao như ri là thường. Cao đường, cao mỡ, cao máu, và chỉ có một thấp thôi là gì? Thấp khớp. Giỏi quá rồi đó. Cho nên nếu mà mình sống tới 3-40 tuổi, 7-40, 7-80 tuổi mà mình có đủ ba cao một thấp là cũng đúng nghĩa của kiếp. Kiếp người, kiếp là một khoảng thời gian. Nhưng mà nếu mà nói kiếp là nó có bốn loại kiếp nè: kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Một đứa nhỏ nó tụ trong bào thai thì cái khoảng thời gian cái thai là bao lâu? 9 tháng 10 ngày. Khi mà nó hết kiếp trong bụng rồi, cái nó nhảy ra ngoài này bắt đầu kêu kiếp người nè. Rồi hồi nãy là kiếp ở trong bụng phải không? Kiếp người. Vậy là kiếp người này á, nó sanh ra cái mình gọi là sanh. Nhưng mà trong khi sanh á, là nó, mình thấy là nó trẻ nó, nhưng mà thật sự trong cái khoảng thời gian nó trẻ đó, gọi là mình tạm gọi là trụ đó, nó có thay đổi không? Nó có dị chứ. Nó dị là thay đổi. Và khi nó dị xong rồi sẽ đến một cái ngày nào đó là diệt. Cho nên là thành trụ dị diệt, hay là thành trụ hoại không. Này như cái hoa này, nó nở lên ở ngoài vườn, thấy đẹp, kêu là ô hoa nở rồi, thành á, mình tạm gọi là thành. Cắt nó vô. Thì ngoài kia nó than, nó nói trời ơi hoa đâu rồi, mất ngoài đó rồi, diệt ngoài đó rồi. Đem cắm vô đây, trụ trong này, thành trong này, trụ trong này. Nhưng mà trong khi nó trụ là sáng giờ nó cũng quại rồi nè, nó dị rồi nè. Đây, đây, nó diệt đây, nó dị đây. Đấy, nó ngoắc ngoắc rồi nè. Cho nên cái bây giờ đây, đây là cũng một cái hoa cắm vô từ sáng giờ đó. Nhưng mà giờ một cái là xi lắc leo cho đâu còn mong chi sống. Đó. Thì đây cũng là một kiếp hoa phải không?
Vậy thì trong mỗi một cái kiếp là khoảng thời gian là luôn luôn nó có bốn tướng: thành, trụ, hoại, không. Còn kiếp ta còn định nghĩa trung kiếp, tiểu kiếp, đại kiếp gì nữa đó. Con người mình á, mình nói là hồi xưa kiếp người 100 năm, bây giờ kiếp người giảm còn 60 năm. Chứ không có cái bài hát em ơi 60 năm, chứ không ai hát em ơi 100 năm. Nhưng mà người ta có cái câu nhắc nhở mình nè: sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bá tuế nhân. Ở trên rừng xanh, trên rừng xanh rừng cao, tự nó sẽ có cây 1000 tuổi. Nhưng mà dưới trần mấy người được 100 năm. Pháp Hòa dịch hai cái câu đó là: núi cao tự có cây 1000 tuổi, dưới trần mấy kẻ được 100 năm. Sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng, nan phùng là khó gặp, bá tuế nhân người 100 tuổi. Sống tới 2 số là cùng, hiếm người nào tới 3 số lắm. Và đa số là gì? Tới số. Đại khái vậy đi ha, để nói chữ kiếp. Thầy hoan hỷ chỉ dùm làm sao con có thể xem nhẹ đồng tiền. Đừng có để nhiều trong túi thì đâu có nặng. Để vài 3 đồng thôi còn nhiêu đưa thầy giữ cho. Làm sao để con xem nhẹ đồng tiền? Con hiểu hết những điều thầy dạy. Con biết tiền chỉ để phục vụ cuộc sống. Con cũng không thiếu ăn mặc, nhưng con lại hay đau khổ vì tiền. Luôn muốn kiếm tiền nhiều để mua nhà, cứ buồn vì không có việc làm tốt, không kiếm được nhiều tiền. Trong khi con đang có một gia đình hạnh phúc, con luôn trách bản thân mình quá tệ. Con cảm ơn vì có duyên được biết đến thầy. Biết đến thầy mà không thương thầy, không nghĩ thầy, không nhớ thầy mà nhớ tiền, nghĩ tiền hoài. Biết thầy rồi, cảm ơn thầy rồi mà không chịu nhớ thầy. Khi mê bùn chỉ là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Khi mê tiền chỉ là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Mình không biết sử dụng tiền thì có nhiêu cũng không đủ. Còn nếu biết sử dụng tiền rồi thì tiền nó sẽ làm được nhiều cái việc khác hơn. Thật sự ra đây nè, con hiểu hết những điều thầy nói mà con cũng không quên được tiền. Phải không? Như vậy là tuy có hiểu thầy nói nhưng mà ít có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Vô Thường, niệm Hưu Tức, niệm Hơi Thở và cuối cùng là niệm Chết. Mà trong 10 niệm không có niệm nào niệm tiền mà mình lại thêm vô niệm thứ 11. Thưa đại chúng, Phật dạy chúng ta 10 niệm nha. 1 là niệm Phật, 2 là niệm Pháp, 3 là niệm Tăng, 4 là niệm Giới, 4 là niệm, 5 là niệm Thiên, 6 là niệm Thí, phải không? 7 là niệm Vô Thường, 8 là niệm Hưu Tức, 9 là niệm Hơi Thở, 10 là niệm Chết. Bây giờ muốn để đừng nghĩ tới tiền nữa đó, mình luôn luôn nhớ đi vô thường với chết. Niệm vô thường với chết để giúp cho mình thăng tiến cái tâm, đừng có nghĩ tới nó. Thật sự ra không có nghĩ không có nghĩa là dục tiền ra ở đâu đó. Nhưng mà bởi vì có lẽ trong cuộc sống có thể thôi, một lúc nào đó mình đã bị thiếu hụt, và khi mình có nó thì mình lại sợ mất. Ở đời thì nó thường như vậy. Nó có 2 dạng người. Có những người nghèo khổ tột cùng, đến khi họ có thì họ lại thương nghĩ tới người nghèo, họ lại cho. Nhưng mà có trường hợp ngược lại là có những người nghèo quá, họ nói hồi nhỏ tôi không được hưởng, bây giờ tôi hưởng. Cho nên họ xả vàng họ hưởng. Cũng có cái trường hợp đó. Rồi. Có những trường hợp là người ta lúc nhỏ ta nghèo khổ quá, bây giờ người ta không biết thương ai. Có là người ta dơ dét, người ta chỉ biết lo bản thân người ta gì. Ta nghèo quá giờ ta phải hưởng thụ.
Mà có những người ta nghèo quá, người ta hiểu được cái nỗi khổ của người nghèo, có mà người ta đi giúp đỡ cho người nghèo. Thấy không? Cho nên thôi thì bây giờ á, nói ra là cũng tốt rồi ha. Thì phải bây giờ biết hết rồi, thầy không cần nói nữa. Tại vì trong này cũng nói rồi. Con biết, con hiểu, thầy nói rồi. Quán cái này nè. Mình sống chết trong giây phút. Lỡ mình chết đi rồi thì tiền chẳng có thêm theo được. Cái thứ hai nữa đó, tiền của năm nhà ta chẳng có. Quý vị nhớ câu đó không? Tài thuộc ngũ gia, phi ngã hữu. Thân quy tứ đại, bổn lai không. Tiền của nó thuộc là của năm nhà, chẳng phải của mình. Cái thân bốn chất đất nước gió lửa này, vốn của rốt cuộc nó là không. Bây giờ ngũ gia là sao? Một là con phá, hai là nước trôi, ba là nhà cháy, bốn là giặc cướp, năm là vua tịch thu. Giống như ở Houston cách đây mấy tuần, nước lụt ngập lên nhà cửa, đồ đạc hư hết. Đó, đó là nước trôi. Ở bên Canada cháy hàng ngàn ngôi nhà, sạch rụi hết, lửa cháy. Phải không? Có những người có tiền của bị con phá, có phá của phá sản, có những người bị tịch thu và có những người bị ăn trộm nó vào. Thôi thì bây giờ muốn để cho cái tâm mình đừng nghĩ tới tiền nhiều, thì thứ nhất á, là mình phải thường quán vô thường. Mỗi khi nó khởi lên ham tiền, mình quán lại thôi, thiểu dục tri túc, an bần thủ đạo, ít muốn là vui, tri túc biết đủ là vui, ham muốn nhiều khổ đau nhiều. Tự nhắc nhở mình những cái lời như vậy để nó lắng xuống. Không thể nào trong một ngày Phật tử có thể làm liền được đâu, nhưng mà hễ nó khởi lắng, khởi lắng làm riết đi, nó mệt mỏi nó khỏi khởi nữa thì mình khỏi lắng. Cũng giống như đứa nhỏ, nó mới đứng dậy kêu nó xuống. Tâm của mình á, thưa vị Phật tử đây, vị đầy á, đang vướng tiền cho tất cả chúng ta. Mỗi người vướng kiểu mà không biết á. Có nhiều người đâu có vướng tiền mà vướng tình. Có nhiều người không vướng tình mà vướng danh vọng, vướng địa vị. Thành thử ra lúc nào cũng lo tới cái danh vị của mình, lúc nào cũng lo tiếng tâm của mình. Cho nên đừng có buồn, không phải mình là một nạn nhân của tình tiền tù tội đâu. Mà bây giờ anh nào vướng tình tiền tù tội, cuối cùng là tu. Chỉ có tu mới trừ khử được những cái vướng này, chứ thật sự không phải một mình đạo hữu vướng đâu. Đừng có buồn, đừng có ngại gì hết. Mà thật sự ra chúng sanh mình á, ở cõi đời này có vướng đúng nghĩa của con người đó. Hỏi coi phải không? Nghe một bản nhạc nó là giải trí thôi à, mà gặp ca sĩ không hát không hay coi, ngồi chê từ đầu bản tới hết dĩa luôn. Đó. Mặc dù biết là giải trí nhưng mà cũng phải chê khen chút cái đã. Đó là bản cái huân tập của con người. Cho nên thưa đại chúng là tất cả chúng ta ai cũng cần niệm hết á. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Hưu Tức, niệm Vô Thường, niệm chết đi để bỏ vượt cái vướng tình, vướng tiền, vướng đủ thứ. Mỗi người mỗi kiểu, không ai mà không có vướng hết á. Có nhiều người ngồi đây chứ mỗi người vướng một cách. Bây giờ mấy đứa nhỏ nó vướng rồi đó, nó vướng game. Người lớn thì vướng iPhone. Mỗi người mỗi vướng. Con nhờ thầy Quan Hỷ có cách nào giúp cho đứa bé gái 3 tuổi của bạn con đã đến tuổi này rồi mà chưa biết nói. Con thường xuyên la hét, xin thầy biết đây có phải là nghiệp bệnh không? Dạ đúng. Bệnh nó có 3 loại: bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Bệnh thân thì uống thuốc, bệnh nghiệp thì bệnh tâm thì lấy tâm lý trị, bệnh nghiệp thì sám hối cầu nguyện. Khi mà nó la hét
mình đừng có hét la lại, mà mình phải ôm nó và mình chú nguyện cái tâm thiện lành của mình. Quý vị cứ tin tưởng vào cái đó, quý vị làm thời gian, quý vị thấy nó có kết quả là mình đã lấy đối trị. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nha. Đức Phật dạy trong kinh á, người nào thường hay hung dữ, hãy lấy từ bi mà thắng cái hung dữ. Người nào còn nhiều cái thự gọi là tức tối, hãy lấy lòng tốt mà nhẹ nhàng. Như vậy thì chúng ta đều có một cái đối tượng để chúng ta trị nó. Ở đây cũng vậy, đứa nhỏ nó hét, mình ôm nó, mình tĩnh lặng, mình đối trị trong cái thầm lặng để trị cái bệnh nghiệp của nó. Mỗi người ai cũng có cái nghiệp hết á. Ví dụ như ông chồng mình có cái nghiệp hay cằn nhằn mình trong cái chuyện đi chùa, cho nên khi ông càng nói, mình càng nói ông càng phỉ báng cái chuyện tu hành của mình đó. Cái chính cái nín và nguyện của mình chính là chuyển cái nghiệp mà hay phê phán chuyện tu hành của mình đối với ông. Thôi thì chiều hôm nay phải nói là quá đủ chứ không phải là đủ. Tức là chúng ta đã ngồi 2 tiếng rưỡi đồng hồ để giải quyết các câu hỏi này. Và thật sự ít khi nào mà Pháp Hòa giải đáp hết câu hỏi như vậy. Bởi vì thường là chỉ 1 giờ đồng hồ thôi. Nhưng mà hôm nay thì thấy những câu hỏi, thứ nhất là đại chúng đã dành quá nhiều cái thời gian về đây một ngày trọn vẹn như thế này, thì Pháp Hòa muốn đáp lại tấm lòng của tất cả quý vị. Cũng như là vì thời gian chúng ta cũng cho phép, cho nên chúng ta ngồi đây cho đến 4 giờ rưỡi, 2 tiếng rưỡi để chúng ta cố gắng giải đáp hết những câu hỏi này. Tuy nhiên Pháp Hòa biết là vì thời gian eo hẹp, trả lời nó cũng ngắn gọn, có thể một vài câu hỏi chưa được quý vị thỏa đáng, thì xin quý vị nhận chút cái này rồi có thể cầu hỏi nơi các vị cao đức khác. Và nếu có điều gì sơ sót trong khi chia sẻ với quý vị, mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. Nam mô A Di Đà Phật. Và một lần nữa con xin biết ơn thầy trụ trì rất nhiều đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có được ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn quý anh chị Phật tử trong nhóm Hương Từ đã dành hết thời gian để chu đáo sắp xếp cho toàn thể đại chúng ngày hôm nay. Và lời cuối là cảm ơn quý vị đã không quản ngại đường xa và thời gian quý báu của mình mà trở về đây để chúng ta cùng an lạc với nhau trong một ngày. Quý vị có an lạc không? Nhớ an lạc mà đừng đi lạc ha. Chúc đại chúng vui vẻ. Và bây giờ chúng ta hồi hướng.